Hoa hậu Jennifer Phạm lộ nhan sắc thật qua camera thường khiến nhiều người ngỡ ngàng. Khoảnh khắc chụp cam thường không chỉnh sửa của hoa hậu Jennifer Phạm đang thu hút sự chú ý của dân mạng. Là mỹ nhân sở hữu nhan sắc đáng gờm nhất showbiz Việt, thế nhưng nếu thiếu đi lớp filter thì hoa hậu Jennifer Phạm có thực sự xinh đẹp? Ít giờ trước, danh hài Xuân Hinh đã chia sẻ loạt ảnh hội ngộ cùng hoa hậu Jennifer Phạm trong hậu trường một chương trình truyền hình cho Tết. Xuân Hinh bày tỏ giờ này vẫn hăng say luyện tập để phục vụ bà con. Thu hút sự chú ý nhất là nhan sắc của Jennifer Phạm khi chụp qua camera thường. Hình ảnh chất lượng thấp nhưng hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 lại không hề bị dìm dập. Bất chấp điều kiện thiếu sáng và không qua chỉnh sửa, nàng hậu vẫn đẹp rạng người. Không chỉ đẹp mặn mà ở mọi góc chụp mà Jennifer Phạm còn khiến nhiều người ngỡ ngàng vì vẻ trẻ trung ở tuổi 37 khi đã qua 4 lần sinh nở. Jennifer Phạm đã đăng quang 15 năm và trở thành bà mẹ 4 con nhưng nhan sắc vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi. Thậm chí so với thời điểm đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006, nhiều người cho rằng vẻ đẹp Jennifer Phạm ở hiện tại càng rực rỡ hơn. Bên cạnh nhan sắc được nhiều người ngưỡng mộ, cuộc hôn nhân của Jennifer Phạm và ông xã doanh nhân Đức Hải cũng khiến không ít chị em phải đỏ mắt ghen tị. Năm 2010, cặp đôi công khai hẹn hò và một năm sau đó, người đẹp được doanh nhân Đức Hải cầu hôn bằng chiếc nhẫn vàng do chính anh vẽ kiểu ở Monaco, Italy. Cuối năm 2012, Jennifer lên xe hoa lần hai trong sự chúc tụng của người thân bạn bè với hơn 1.000 khách mời. 10 năm vợ chồng Jennifer Phạm đồng hành trong mọi việc, doanh nhân Đức Hải thường tranh thủ sắp xếp thời gian cùng vợ tham gia các sự kiện giải trí. Jennifer Phạm cho biết có lần vợ chồng cùng dự sự kiện giữa tiết trời lập đông, cô chỉ mặc một chiếc đầm mỏng trên thảm đỏ. Thấy vậy, ông xã liền lấy áo khoác cho vợ đỡ lạnh, cô nói, hành động nhỏ nhưng cho thấy sự chu đáo, quan tâm mà bạn đời dành cho mình. Năm 2014, Jennifer Phạm tham gia cuộc thi hát Cặp đôi Hoàn hảo 2014. Cô đưa con vào thành phố Hồ Chí Minh để tiện chăm sóc và luyện tập. Khi ấy, chồng thu xếp công việc ngoài Hà Nội vào ủng hộ cô. Bạn đời trở thành nguồn động viên lớn về mặt tinh thần giúp hoa hậu vững tin hơn mỗi khi bước lên sân khấu. Người đẹp cho biết, mọi thành quả tôi gặt hái được trong làng giải trí đều có sự ủng hộ lớn từ nửa kia. Ông xã còn nhiệt tình học hỏi và phụ giúp Jennifer kể cả lúc đi chơi hay ở nhà. Theo người đẹp, khả năng nấu ăn của chồng cô rất tốt. Cả hai thường cùng con cái bày biện món ăn. Trên trang cá nhân, Jennifer Phạm thường xuyên khoe hình ảnh vào bếp, các món ăn vặt do chồng và con gái phụ giúp. Ngoài thời gian dành cho các con, vợ chồng cô thường hẹn họ ăn tối, xem phim, chơi golf. Thi thoảng họ cũng có những chuyến du lịch ngắn ngày, chỉ hai người hoặc đi cùng nhóm bạn. Người đẹp nói, chúng tôi giữ gìn trân trọng những thói quen rất đơn giản như nụ hôn chào buổi sáng, hôn chào tạm biệt trước khi ra khỏi nhà hoặc lúc trở về. Điều hoa hậu quý nhất ở bạn đời là anh không dựa dẫm vào gia đình mà tự mình làm nên sự nghiệp, có trách nhiệm với cuộc sống. Anh yêu thương con riêng của vợ bé Bảo Nam như con ruột. Những dịp nghỉ hè, anh luôn đưa vợ sang Mỹ thăm con. Theo Jennifer Phạm, chính ông xã là người đốc thúc cô đón Bảo Nam về Việt Nam sống chung. Giữa năm 2018, bé về nước được vài tháng thì trở lại với ông bà ngoại vì quá quen môi trường bên Mỹ. Cuộc hôn nhân của Jennifer Phạm thêm viên mãn hơn khi cô được mẹ chồng doanh nhân Trương Thị Thanh Thanh coi như con gái ruột. Khi vợ chồng cô ở Hà Nội, Jennifer và mẹ chồng rảnh rỗi lại gọi điện trò chuyện. Còn khi vào thành phố Hồ Chí Minh, người đẹp ở nhà bố mẹ chồng và được ông bà hết mực chăm sóc. Cô kể những hôm đi show về muộn, cô vẫn thấy mẹ ngồi đợi con dâu với những món ăn tẩm bổ trước khi đi ngủ. Tháng 1 năm 2020, khi cô sinh con thứ tư, mẹ chồng ra Hà Nội chăm sóc những tháng đầu sau sinh. Được gia đình chồng yêu thương nên Jennifer Phạm luôn cẩn trọng khi xuất hiện trước công chúng. Cô cho biết không ăn mặc quá hở hang khi đi sự kiện để bảo vệ hình ảnh. Gia đình có người giúp việc nhưng cô luôn tranh thủ vào bếp. Theo cô đó là cách tạo không khí ấm cúng cho tổ ấm của mình. Biết bạn đời mê trẻ nhỏ và thích vui đùa cùng chúng, cô không ngại hy sinh công việc nhan sắc thời gian để đổi lại những đứa con. Ông xã cô muốn sinh đủ một đội bóng để về già gia đình vui vẻ nhờ đông con cháu. Mỗi lần nhắc đến chồng, Jennifer Phạm thường dùng từ chàng. Cô nói, ở bên chàng, tôi có thể tìm được sự bình yên sau một ngày bận rộn. Chàng chia sẻ với tôi mọi buồn vui trong công việc và cuộc sống.